chúng ta thường nghe tới xá lợi Phất nè, Mục Kiền Liên nè, A Nan nè, Ca Diếp nè. Hôm nay chúng ta sẽ biết được thêm hai vị nữa. Hai vị này á có cái tích truyện siêu dễ thương luôn. Bạn nào mà đã nghe chuỗi bài kinh Pháp Cú của sư cô là đã có nghe kể về câu chuyện này. Đó là Tôn giả Ly Bà Đa và Tôn giả A Nậu Lâu Đà. Tôn giả Ly Bà Đa là một tôn giả sao ạ? Tôn giả có 7 tuổi để chứng thánh, quý vị có nhớ không? Tôn giả thuộc cái hàng gì? Thiền định đệ nhất. Nghe giật mình chưa? Người ta là con nhà quyền quý quý tộc đó, có 7 tuổi thôi đã chứng thánh rồi, là em ruột của Ngài Xá Lợi Phất, em út của Ngài Xá Lợi Phất luôn. Và tôn giả này là cực kỳ, ai làm gì làm, ai nói gì nói, là Ngài sao? Thiền định thôi. Ngài thiền định đệ nhất và Ngài sống hạnh độc cư. Và đây cũng là tôn giả mà Đức Thế Tôn tán thán rất là nhiều trong kinh luôn. Quý vị nhớ là trong những cái bộ kinh Nikaya, sư cô kể rất nhiều tích truyện cho quý vị đó, chú giải các kinh Nikaya đó. Thì có những cái vị mà sa di mà nhỏ tuổi đó, sa di là chưa đủ 20 tuổi để thọ tỳ kheo, có mấy vị thôi chứng A-la-hán, và vị nào vị đó xuất chúng vô cùng, và đều được Đức Thế Tôn tán thán rất là nhiều. Quý vị phải nhớ những vị Ngài nha. Và chúng ta hôm nay quen làm quen đến một vị tôn giả, đó là A Nậu Lâu Đà. Quý vị ít được nghe tại vì quý vị ít đọc kinh thôi, chứ thật ra tôn giả A Nậu Lâu Đà là tôn giả cũng có một cái mật hạnh rất là xuất chúng. Tôn giả này là thiên nhãn đệ nhất đó quý vị. Tôn giả này là ngài tọa thiền, ngài công phu á, ngài dồn sức công phu quá chừng, cho nên là ngài không có ngủ, ngài cũng không có nhắm mắt lại, cho nên là ngài sao ạ? Ngài bị mù mắt luôn. Nhưng mà chính cái mù mắt đó thì cái tuệ nhãn của ngài chứng thánh và ngài chứng luôn thiên nhãn luôn. Nhưng mà bình thường thì ngài không có nhìn được nhục nhãn của mình, cho nên nếu mà ngài không vận thiên nhãn thì ngài không có thấy đường. Đây là cái tôn giả rất là dễ thương mà đặc biệt luôn, được Đức Thế Tôn may y cho ngài. Thương không? Ngài đi mò để lấy cái miếng vải người ta quăng để may y đó, cái ngài kéo ra được một cái miếng vải to đẹp quá, ngài không tưởng tượng là sao mà nó to nó đẹp đến thế rồi này. Ngài cứ tưởng là cúng cho ai đó thôi, nhưng mà tại vì cái phước của ngài đó, ngài là bậc A-la-hán có đầy đủ phước báo, cho nên là ngài tìm được miếng vải đó. Thì quý vị biết lúc đó sao không? Đức Thế Tôn mới đến với sao ạ? Vuốt và từng mũi kim để may y cho ngài. Ngài bị sao? Ngài bị mù mà, cô nói rồi đúng không? Thì là trời đất tán dương quá chừng luôn. Chúng ta thấy bây giờ mình may y cỡ nào cũng đâu bằng cái y mà Đức Thế Tôn, mà vì cái công phu tu tập của ngài mà ngài may lên. Cho nên tôn giả A Nậu Lâu Đà trong kinh có rất là nhiều cái câu chuyện liên quan đến ngài này hay lắm nha. Và ngài cũng xuất thân là dòng dõi Thích Ca đó, ngài là vương tôn công tử và có thể là một trong những người mà thừa kế ngai vàng, nhưng mà ngài không có thừa kế vương vị mà ngài đi tu. Lúc đầu đi tu thì hay ngủ gục, bị ngủ gục riết Đức Thế Tôn thuyết pháp mà vẫn ngủ gục, cho nên Đức Thế Tôn quở đó. Giống như vị ngồi trước mặt cô mà ngủ là cô hay cảnh cáo rồi, đúng không? Một là đi ngủ, hay là đi ra đường đứng ngồi trước mặt cô mà ngủ, đúng không? Đó, cô không bao giờ cho ngồi trước mặt cô mà ngủ. Đức Thế Tôn cũng vậy, ngài đang thuyết pháp mà Nậu Lâu Đà có ngủ hoài, lúc nào cũng ngủ được hết. Đức Thế Tôn quở xong, A Nậu Lâu Đà là người rất là có tàm quý, cho nên từ khi mà bị Đức Thế Tôn quở, ngài lập nguyện là không ngủ luôn, không nhắm mắt luôn. Cho nên ngài mù luôn, nhưng mà ngài chứng thánh và có thiên nhãn đệ nhất luôn. Thì trong cái bài kinh ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe 6 vị đại đệ tử gọi là cao đệ, những vị mà lừng lẫy nhất ở trong tăng đoàn của Đức Phật, thảo luận về cái pháp tu của quý ngài. Nghe hấp dẫn không? Cho nên cô nói bài kinh này thật sự là rất là dễ thương, nhưng mà quý ngài lại nói rất là dễ nghe, và qua đó chúng ta học được một cái bài học trong cái việc mà sống hòa hợp. Mình học được cái bài học này thì từ trong gia đình cho tới xã hội mình sẽ rất là thành công. Bởi vì những cái bậc thánh ứng xử với nhau nó không giống như người thường, đúng không? Vậy sư cô lặp lại bài kinh này là cái cuộc nói chuyện của sao ạ? Của ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, Ca Diếp là bậc khổ hạnh và nhập trú xuất định đệ nhất, A Nậu Lâu Đà là bậc thiên nhãn đệ nhất, Ly Bà Đa là bậc độc cư thiền định đệ nhất, và A Nan là bậc đa văn và sao ạ? Đa văn và ái ngữ đệ nhất ha. Rồi, bài kinh này Đức Phật cũng nói ở trong cái khu rừng của Singa. Thì khi mà các cái vị tôn giả ngồi lại với nhau thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi sao? Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là sao? Khi nào mà sao? Có cái cách nào mà cái theo cái quan điểm của chư vị đây nè, thì làm cái vị nào mà có cái đạo đức, có cái công phu tu tập mà có thể làm chói sáng cái khu rừng Gosinga? Đây là cái cách diễn đạt là sao ạ? Có cái pháp tu mà đệ nhất, có cái đạo đức đệ nhất, thì theo quý ngài là cái gì? Thì lần lượt lúc đó mới trả lời. Mà quý vị biết cái đoạn này chưa vào kinh mà cô cũng học được một cái rất là hay mà cô muốn chia sẻ với quý vị. Đó là sao? Chúng ta nghe nãy giới thiệu là Ly Bà Đa là sao? Độc cư thiền định đệ nhất, đúng không? Độc cư thiền định đệ nhất nghĩa là ngài không có thích
tiếp cái hội chúng, mà ngày sau ngài chỉ ở riêng một mình để tu tập thiền định. Nhưng mà cái hạnh mà ngài ở riêng tu tập thiền định vậy rồi đó, ngài lập cái nguyện như vậy và ngài thành tựu cái này đệ nhất trong tăng đoàn. Nhưng mà sao tới khi mà chư huynh đệ mình mời mình đến để mà gọi là pháp đàm á, đúng không, ngồi nói chuyện về Phật pháp với nhau gọi là pháp đàm, ngài có đi không? Đi nha. Mình phải học cái chuyện này nè. Dạo này sư cô thấy có nhiều vị mà đi 1, 2, 3 khóa tu nào mà đặc biệt, bắt đầu về là tự nhiên cảm thấy mình là sao, vượt khỏi cái level bình thường rồi, bắt đầu rủ đi tu các khóa tu thông thường là không đi, em học qua cái đó rồi, cho nên là không có đi nữa, không có tham gia nữa. Chúng ta thấy cỡ nào đây, bậc độc cư thiền định đệ nhất đó. Nhưng mà khi các huynh đệ mình học mời mình đến pháp đàm, ngài đi không? Ngài vẫn đến đi, dù là ngài không muốn nói chuyện, ngài không muốn giao tiếp hội chúng, cái hạnh của ngài là tu thiền định nên ngài vẫn đi. Ở đây chúng ta thấy bậc thánh ứng xử rất là nhu nhuyến, rất là dễ thương. Và trong hội chúng này có ai? A Nan đúng không? Đa văn đệ nhất đúng không? Ngài thông thái như vậy, ngài nhớ toàn bộ lời kinh của Đức Phật như vậy, ngài ái ngữ như vậy, ngài khéo léo như vậy, ngài thuộc hết tất cả mọi cái lời kinh của Đức Phật. Nhưng mà khi huynh đệ mời đến, ngài có nói là không, tôi giỏi rồi, tôi học hết trơn rồi, tôi không đi không? Không nha. Dễ thương là chỗ này nè. Sư cô thấy mình chưa có được một chút xíu gì như các vị đại đệ tử hết. Mình không có được một tơ hào của quý ngài nữa. Mà cái ngã mình rất là bự nha. Mình không đi, mình tự cho mình là cao hơn mọi người. Mình tự cho những người khác là tầm thường. Cái hội chúng đó là bình dân, không có xứng đáng với mình. Sao kỳ vậy không biết. Chứ người ta A Văn, Đa Nan là A Văn đệ nhất đúng không? Đa Văn đệ nhất, nghe nhiều bậc nhất, nhớ lâu bậc nhất. Nhưng mà ngài vẫn đến để ngài nghe Đức Phật thuyết pháp, để mà mình ngài nghe huynh đệ nói chuyện với nhau. Chỗ này chúng ta phải học nè. Thật sự luôn á, hôm trước sư cô mở khóa tu, quý vị biết không, có các em á, nói thẳng với sư cô luôn á, tụi con tu xong cái này rồi cho nên tụi con không tham gia cái đó. Hỏi tu xong cái gì con? Nói tu xong khóa tu tứ niệm xứ luôn rồi. Tức là rất là tự hào là mình phải tu mấy khóa thiền Vipassana thông thường thì mình mới tu tới khóa tu tứ niệm xứ. Mà tu khóa tu tứ niệm xứ xong rồi là mình không có tham gia mấy khóa tu bình dân. Ủa, tu xong tứ niệm xứ là chứng thánh đó, đúng không? Thì tu xong tứ niệm xứ là chứng thánh đó. Cho nên là nhiều khi mình không hiểu là cái tư duy của các bạn lên quá cao là nó bị cái gì luôn rồi đó. Cho nên sư cô rất là sợ những cái đối tượng này quý vị. Thành ra cái lớp Phật học, Phật pháp của sư cô dạy từ Phật học phổ thông là vậy. Chúng ta phải đi từ cái nấc thang thấp nhất, từ cái Phật pháp căn bản. Hôm trước sư cô có nghe hai chị Phật tử cãi với nhau, mà cái chị kia còn thách cái chị nọ là ghi âm lại đi, chị ghi âm lại đi, rồi chị đi hỏi mấy sư cô, các em nói đúng không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có chị kia sai quá chừng sai luôn á, ai nghe cũng sai á, mà ngoài sư cô ra còn quý sư cô khác mà cũng rất là cao đức ha, bên Nam truyền và Bắc truyền, dù tông phái pháp môn nào, quý thầy quý sư cô có vị là ni trưởng ni sư luôn, đều đánh giá là chị kia không biết làm sao luôn á, tu sao rồi bây giờ rất là kỳ cục. Thời sư cô có mật cái đoạn clip đó cho sư huynh của sư cô là thầy Ngụ Dũng nghe đó. Cái bữa mắc cười quá, nói hay là con đánh giá hãy thầy thử nghe thử, thầy nghe có ba câu thì kêu bà kia đi học Phật pháp căn bản lại được không, ở Việt Nam không mấy đăng ký khóa đào tạo từ xa của học viện đi. Thế là thầy bất khả ngôn thuyết luôn, không muốn nói nữa, không biết nói sao luôn mấy trường hợp đó đó, đúng không? Từ sao mình tự hào là mình tu xong tứ niệm xứ rồi mình không đi tu các khóa tu bình dân vậy? Ủa, tu xong tứ niệm xứ là phải chứng thánh mới phải chứ, mình có chứng thánh chưa hay mình chứng nào thật đó? Mà còn thêm cái ngã bành kỳ nữa. Cái ngã là sao? Cho rằng mình đã học xong rồi. Có nhiều vị đó là về cho chấp về pháp hành, có nhiều vị chấp về pháp học, tốt nghiệp cử nhân rồi, cử nhân Phật học luôn đó. Cho nên là sao? Mấy cái khóa Phật học phổ thông là thôi, cái gì mà cao siêu đó, kinh luật luận A Tỳ Đàm, A Tỳ Đạt Ma, rồi phải là thanh tịnh đạo luận, cái gì mà sâu thiệt sâu đi rồi đi. Còn nghe mấy cái bài bình dân không nghe, sao kỳ vậy? Chấp là sao? Mình có bằng cử nhân Phật học rồi, cho nên mình không học mấy cái lớp Phật học thông thường. Mấy cái này đều rất là tà kiến nha quý vị. Sư cô ngồi đây nói pháp ngày nào cũng rất là cẩn trọng. Đó là lý do tại sao có một đoạn thời gian sư cô không có muốn nói pháp tí nào. Không phải là cô lười luôn, thiệt sự cô ghẹo, cô có lười, cô có mệt mỏi thiệt. Nhưng mà cái lý do quan trọng nhất là cô rất là tự ti, là mình không có chứng đắc tâm linh, mình không có thành tựu nhiều, mình nói suông nó rất là nguy hiểm. Mình không có thể nào mà tự nói về những cái tầng bậc tu chứng mà mình chưa có. Cái đó nó rất là sáo ngôn và nó rất là dễ sao đọa. Tại vì sao? Một mình ơn cô tu sai không sao, cô giảng pháp cho mọi người mà cô nói lệch nhân quả, cô nói sai để cho quý vị có tà kiến là quý vị đời đời kiếp kiếp khổ theo luôn, đúng không? Dẫn cho người ta đi vô tà kiến là rất là nguy hiểm. Trong nhà tu sợ nhất là cái tà kiến. Tà kiến là cái thấy lệch lạc, cái suy nghĩ lệch lạc, cái sai mà mình cho là đúng, cái đúng mà mình không chấp nhận nó là đúng. Cái này là cái rất là nguy hiểm trong đời tu. Đó là lý do tại sao sư cô rất là cẩn trọng khi nói. Mình rất khó để mà nói đúng cái Phật pháp, đúng nhân quả.
Cho nên là để mà giảng kinh đó quý vị, cô nói đó không cần phải giảng hay mà trước hết phải giảng cho nó đúng. Nghe rất là đáng sợ. Tại vì mình nói sai á, nó nguy hiểm vô cùng. Thời nay là thu âm lại đúng không? Mở đi mở lại truyền thông rất là nhiều. Cho nên lỡ một cái vạ mồm hoặc là một cái sơ suất của mình thôi là nó tiêu cực, nó ảnh hưởng tiêu cực là tiêu cực rất lớn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là trước khi ngồi tụng kinh, cô đều cho quý vị lắng lòng, chánh niệm, niệm Phật. Và chính bản thân cô cũng lạy Phật, trú vào trong cái chánh niệm. Nên trước khi nói pháp cô rất là ít nói nhiều, nói giỡn. Sau khi nói pháp thì cô mới tiếp khách. Quý vị ở đây lâu rồi biết đúng không? Có đến lạ quen, giàu có, tri thức hay là chính trị gia các kiểu, cô đều không tiếp khách khi trước cái giờ cô nói pháp. Là quý vị biết rồi đó. Nó rất là khó. Cho nên quý vị nghe pháp được cũng là khó, mà cái người nói pháp được cũng khó. Mình nói nhảm, nói thị phi, nói gây tổn thương thì nó rất dễ. Mà mình nói để làm lợi lạc đạo pháp và quần sanh, nói để người ta tin vào chính bản thân mình, để mà tin vào nhân quả, để mà tin vào tam bảo, để mà nỗ lực tu tập, để củng cố cái bồ đề tâm của nhau, điều đó vô cùng khó. Cho nên quý vị hết sức cẩn trọng chỗ này. Đó, một bậc A Nan đa văn đệ nhất, một bậc thần thông đệ nhất, một bậc trí tuệ đệ nhất, một bậc thiền định đệ nhất, mà khi các huynh đệ của mình mời đến dự pháp đàm, quý ngài có nói tôi đệ nhất rồi tôi ứ thèm đi không? Không. Quý ngài là thượng thủ trong tăng đoàn rồi, quý ngài là cánh tay phải tay trái của Đức Phật rồi, là tướng quân trong chánh pháp rồi, mà quý ngài khiêm hạ vô cùng. Quý ngài vẫn đến lắng nghe cái hạnh tu của huynh đệ nhà mình. Còn mình tu cỡ nào, mình học tới đâu mà người ta mời mình đi tu, người ta mời mình đi học, mình chê, mình nói mình giỏi hơn rồi. Sư cô không đánh giá cao. Tu làm sao mà mình phải hòa đồng, không có hòa tan nhưng mà mình hòa đồng. Mình biết hạ mình xuống, như biển nó thấp nhất nên trăm sông chảy về. Tu là mình biết được sao, mình mạnh về cái thế mạnh này, mình giỏi về cái môn này, mình biết về cái lĩnh vực này, mình sẽ đến hỗ trợ bạn bè, hỗ trợ sư cô đạo tràng về cái mặt này. Nhưng mình đồng thời mình biết mình dở cái khác, cho nên mình học hỏi từ những cái khác. Cái đó mới là cái tu đó. Chứ không phải mình thấy là mình đã đủ giỏi rồi, mình đã tu xịn sò rồi, mình ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày rồi, mấy bà này đến chùa ngồi có nửa tiếng à. Mình khinh thường, mình khi dễ. Hai, ngồi thiền phải từ 2 tiếng trở lên chứ ngồi gì có 10 phút, 15 phút vậy. Cái mình không thèm đi. À, dạ 10, 15 phút nhưng mà người ta sao? Lúc đó người ta không tạp niệm, người ta thật sự lắng tâm, người ta thật sự quán từ bi thì sao? Còn mình ngồi 2 tiếng đồng hồ im ru rù rù đó, dáng đẹp, thiệt đẹp, nhưng mà trong đầu mình đi tới đâu ai mà biết, đúng không? À, sao mà biết được? Không có tin. À, Đức Phật nói rồi không có tin. Khi mà chưa chứng A-la-hán không có tin. Không có tin, mình cũng không tin thiên hạ luôn. Cho tới trước khi mình chính thắng thì mình đừng có tự lừa dối bản thân mình. Đây là cô luôn nhắc lại quý vị chỗ đó. Không bao giờ là mình cảm thấy mình đủ giỏi để mình không học được từ xung quanh. Cái thất bại nhất là cái nghĩ là mình đã đủ giỏi rồi, mình không thèm học từ xung quanh, là mình vô cùng thất bại nha. Nhất là trên đời tu, nhất là trên đường tu. Mình nhìn các vị thượng thủ trong tăng đàn ngồi lại với nhau chia sẻ pháp tu, trân trọng lẫn nhau, nhiêu đây thôi chưa vô bài kinh, cô đã thấy là cả một bài học rất lớn cho mình rồi. À, nhưng mình tu ngồi là mình sao ạ? Mình cảm thấy mình ta là một, là riêng, là thứ nhất, không có ai bè bạn nổi cùng ta luôn, nguy hiểm vô cùng ha. À, có một giai đoạn cô cũng rơi vào chỗ này đó quý vị, thấy mình gì cũng giỏi trơn hết trơn. Cái giai đoạn đó là mình tệ nhất luôn đó, là mình thất bại nhất luôn đó, từ gia đình, sự nghiệp cho tới các mối quan hệ cá nhân, tình cảm các kiểu, là mình thất bại khủng khiếp. Mà càng thất bại không thấy là mình, là cái vấn đề nằm ở mình, mà toàn trách thiên hạ không. Nhỏ đó là ích kỷ, nhỏ đó là nó đố kỵ với tôi nên mới vậy đó, chứ tôi dễ thương cỡ này mà, tôi về tội giỏi cỡ này mà. Trời ơi, cô cũng có cái giai đoạn như vậy đó, trẻ trâu đó quý vị. Giờ nhìn lại mình rất sợ luôn đó. May là cái phần đoạn nó ngắn thôi, mình để nếm được những cái thất bại to lớn để mình nhận ra là mình phải cúi cái đầu mình xuống đặng mình học thêm. À, khi mà mình còn trách đời trách người, mình còn thấy mình đúng người ta sai, mình còn thấy mình quá giỏi, quá dễ thương, quá tử tế, người ta mới tào lao, là lúc đó là mình rất tệ luôn. Ừ, mình không thấy gì mình hết trơn á. Giờ cô nhìn lại mình những năm tháng đó cô rất là mắc cỡ. Thậm chí đây có sư huynh cô ngồi, quý vị biết đó, hồi đó cô mới vô chùa tu từ sư bà cho tới mấy chị đều nói là ráng tu dễ thương giống Trí nha. Ủa, cái bà này kỳ ấy, bà này chậm quá, chừng chậm nhất chùa mà bà có cái gì hay đâu mà ai cũng kêu bà hay chứ. Không thích, không có thích cái chị đó, tại vì thấy mình lanh quá mà, làm gì mình cũng lẹ hơn bà hết trơn, cái gì mình cũng học nhanh hơn bà hết trơn hết á. Mình thấy chị chậm chậm từ từ mình phát bực nữa, làm cái gì cũng lâu hết trơn á, đi tắm cũng lâu thiên hạ nữa, đi tụng kinh cũng lên chót thiên hạ nữa. Nói ủa cái chị này sao ai cũng khen cho, không thấy chị hay chỗ nào hết trơn á, thấy mình hay không à. Rồi tới hồi gặp vất vả đầu tiên trong đời, ngồi khóc hụ 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 thiếu điều mà muốn trả y trả áo lại luôn á. Bà ngồi bên, bà ngồi im đó, bà ngồi đó, bà làm chứng đó, ngồi từ đầu đến tôi thấy mình khóc ra, xong rồi
tưởng là sẽ an ủi không sao đâu em, vậy vậy không có, cái chị nói một câu đó, có chỉ ngồi đó làm chứng quý vị. Là Hiếu, em biết sư phụ mình nói sao không, khóc là biểu hiện của tâm tham đó, tâm sân đó, nãy giờ em sân với tham quá chừng luôn. Rồi ơi, cô nín hẳn luôn đó quý vị, nín hẳn luôn, quê một cục luôn. Nãy giờ chỉ nhìn cái tâm cô là cái gì dẫn dắt mà ngồi khóc cà hụ dữ vậy luôn á, cái ngã phải bự cỡ nào mới ngồi ức ức mức độ đó, đúng không? Thấy mình đúng, người ta sai, mình bị o ép mình mới khóc ghê vậy chứ. Vậy là tâm sân đó. Lần đầu tiên cô học từ cái bài học của cái chị này là mình không ảnh hưởng gì đến bả trơn hết á, bình thường bả thương mình quá chừng mà mình khóc thê thảm như vậy, khóc ướt áo vậy luôn mà chị không có chút buồn phiền gì hết trơn á. Chị chỉ nói cái đó là vận hành của tâm tham với tâm sân của em thôi, quê ơi là quê luôn quý vị. Là lúc đó cô mới hiểu là quý thầy quý sư bà khen chị tu giỏi chỗ nào, chị tu giỏi cái chỗ là chị không bị người khác tác động, không bị ngoại cảnh ngoại nhân tác động, và rất nhìn rõ cái tâm mình đang là như nào, cho nên nó có chậm một chút, nó có thể hiện là không có lanh lẹ bằng người khác, nhưng mà cái nội lực, cái công phu tu tập nó vững chãi. Chúng ta cần cái này trong đời nè. Lúc đó là bài học đầu tiên cho cô biết là mình đã trải qua những ngày tháng ngông cuồng và ngu xuẩn đến mức độ nào. Mình toàn thấy mình đúng thôi, mình toàn thấy mình đúng, cho nên lúc nào mình cũng cho người ta là dở hơn mình, là suy nghĩ hạn hẹp hơn mình, còn những người là không thích mình là do đố kỵ với tài năng của mình, ghê không? Cô hy vọng là các em nhỏ tuổi, các em nghe đến đoạn này, các em thấy cái sai lầm của sư cô và các em nhìn lại mình, đừng bao giờ cho mình là đủ giỏi, tại vì mình còn rất dở, mình mới trầy trật như vậy đó. Còn cái người mà họ thật sự bản lãnh, quý vị thấy không? Xong sâu thì tĩnh lặng, mà lúa chín thì cúi đầu, đúng không? Nước chảy róc rách nó rất là cạn, xong nó sâu nó lúc nào nó cũng tĩnh lặng hết. Người mà có bản lĩnh họ vẫn cực kỳ điềm đạm, ít nói, nhưng mà họ rất là nội lực, không làm gì tác động họ được hết. Cái đó là cái chúng ta cần trong đời. Người ta ngày nay người ta thương mình, người ta khen mình câu cái mình vui, cái lỗ mũi mình nở ra. Ngày mai người ta ghét mình, ta xịt mình cái, ta xì mình cái bong bóng, người ta chỉ mình cái mình xùi xuống, mình cảm thấy trời ơi, cuộc đời mình không còn cái gì. Có nhiều em mới gửi tin nhắn về quán lá Phật pháp của cổ, bây giờ con muốn đi tự tử, được không? Còn cái gì quá trời, tưởng đâu bế tắc cái gì đâu. Mẹ con cũng chê con dở, xung quanh không có ai thấy con ấy, ai cũng chê con hết trơn á. Người ta chê cái mình đi tự tử luôn hả? Dạ dột vậy, đúng không? Người ta chê, nhưng mà cái giá trị con người mình còn nguyên thì mắc gì mình phải buồn. Người ta có nói mình xấu cỡ nào đi mà mình không xấu thì mắc gì mình phải buồn. Nhưng mà tại sao chúng ta sống bằng cái sự khen chê ngoài đời quen rồi đó, mình không sống bằng cái nội tâm mình có sẵn, cho nên là mình không có thấy, không có lấy tài sản cho mình ra xài. Kim cương hột ngà vàng thì nó có đây hết trơn rồi. Hôm bữa cô với lại hai sư huynh đi tham quan cái chùa, đi đảnh lễ cái chùa của đại sư rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc này, ngay bên thành phố Hà Nam, cái chỗ mà chúng ta đã từng sinh hoạt đạo tràng một năm trước khi mà mình mua được chùa, nhớ không? Ở cái chùa Chon Sim Sa Chánh Tâm Tự đó, quý vị biết một câu nói của đại sư mà bây giờ ghi lại ở trong cái tháp thờ của đại sư đó, ngài nói đó: cứ bạn hãy quay lại nhìn chính mình đi, tại vì tất cả những chân lý trên thế gian này nó có đầy đủ trong bạn rồi. Đại sư nói một câu chí lý không, sư cô đọc được câu đó cô giật mình luôn quý vị. Chỉ vẽ một cái vòng tròn thôi, hãy quay về nhìn lại chính mình đi, tất cả những chân lý trên thế gian này có đầy đủ trong bạn. Nó là trong mình có đầy đủ tâm Phật, trong mình có đầy đủ cái sự sáng suốt tỉnh thức, trong mình có đầy đủ cái nội tại, cái bình an, cái hạnh phúc, mà mình không biết đem ra xài. Mình xài bằng cái gì? Bằng cái sự khen chê của người khác, bằng cái yêu ghét của người khác. Sư cô có dạy không? Dạ thưa có. Nếu mà huynh đệ hiểu thương thông cảm giúp đỡ, các bạn đến chùa ngoan ngoãn nghe lời sư cô, của sư cô vui. Cái làm sao mấy bạn bỏ cô đi, các bạn nói xấu cô, mấy bạn chỉ trích cô, xong rồi mấy bạn đi nói xấu đạo tràng, xong rồi nói cô yếu thế này thế kia, cái cô buồn không? Buồn. Vậy là cô làm sao? Cô sống bằng cái chân thật của cô sống bằng cái giá trị thật sự, bằng cái lý tưởng phụng sự, hay là cái niềm vui trong tu tập của cô, hay là cô sống thì cái tình cảm lên xuống của quý vị đó. Mà hồi đó cô có ngu vậy không? Dạ có luôn nha. Cái giai đoạn mà mới thành lập đạo tràng quý vị biết mà đúng không? Đó có biết bao nhiêu là chướng ngại. Có lúc mà cô về cô khóc với sư bà, khóc hu 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 luôn, nhất quyết không qua Hàn Quốc nữa, khóc đau khổ luôn. Tại sao mình đem hết cái trái tim chân thành, mình đem hết cả lý tưởng phụng sự, cả tuổi xuân, cả tiền bạc, cả hết bao nhiêu là công sức của mình để mình lập đạo tràng, để mình mở một cái ngôi chùa cho các bạn đến tu học như vậy, mà cuối cùng mình nhận lại bao nhiêu là đắng cay và oan trái như vậy. Mình cảm thấy là mình quá là bị tủi thân đi, mình quá là bị khổ sở đi. Nghe em tưởng nước giếng sâu, em nối sợi gầu dài. Cô đã trải qua những giai đoạn khủng khiếp đó như vậy đó quý vị. Nhưng mà sau này mình bình thản mình qua đi, mình mới thấy là mắc gì. Cái lý tưởng phụng sự của mình, cái niềm vui trong tu tập của mình có mất không? Không. Các bạn đến hay đi đó là chuyện của các bạn. Còn cái lý tưởng tu tập và cái niềm vui trong tu tập của sư cô đâu có mất.
Quý vị đến hay không đến, cô vẫn vui với lại cái việc tu tập công phu hai thời của cô nè. Bạn đến hay không đến, cái lý tưởng phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo của cô chưa từng mất mà. Mình có xây được chùa hay không xây được chùa, cái lý tưởng phụng sự của cô có mất không? Không. Mình xây được chùa to hay chùa nhỏ, cái nguyện lực mà để hành pháp của cô có thay đổi không? Không. Và đó là lý do mà cô cảm thấy là mình có thể bình thản bước qua rồi đó. Và hôm bữa sư ông từ nguyện đó, cô nói cái ông bụt sống của nhà mình, ông Phật sống của nhà mình á, ông thầy lên có người cũng chê cô là ủa với tài năng của cô, với cái mối quan hệ như vậy, với nhiều cái sự mà nhân duyên với lại cả hai nước như vậy, thì người ta kỳ vọng sư cô sẽ xây một cái ngôi chùa mà thật là hoành tráng theo kiểu kiến trúc truyền thống của Việt Nam, với lại mái ngói với lại cột gỗ rất là nhiều, đúng không Bành Ki? Giờ cô xây cái chùa bằng panel như vậy xong mọi người rất là thất vọng, có nhiều người đi chỉ trích, rồi thậm chí có quý hòa thượng lớn cũng bày tỏ cái sự thất vọng rõ ràng với sư cô là con phải ở tại Seoul hoặc là ở cái trung tâm thành phố lớn, chứ còn ở cái xứ này nó cách xa đô thị như vậy là không phù hợp vân vân. Với ngài chỉ trích quá chừng luôn. Nhưng mà cuối cùng đó, hòa thượng tự nguyện đó, hòa thượng Masan, hòa thượng lén, hòa thượng nói cô một câu gì biết không? Cô lúc đó cô cũng hơi bị dao động. Tại vì Phật tử nói thì mình không sao, nhưng mà giờ quý ngài nói, mình cũng thấy là mình quý ngài thương yêu lo lắng cho mình trong suốt thời gian qua, mình từ chối biết bao nhiêu cái sự đề xuất hỗ trợ giúp đỡ của quý ngài, cuối cùng mình tự làm không như cái sự kỳ vọng của quý ngài. Sư cô cũng có chạnh lòng chút xíu, thì cũng có thưa với hòa thượng là con xây cái chùa không có bự, không có đẹp như là mọi người kỳ vọng, thì hòa thượng có buồn không? Hòa thượng nói vậy nè, trong con có nguyên một cái tam bảo rồi, mỗi người đến chùa với con đều là một cái ngôi chùa di động rồi, đều có cái ngôi chùa trong tâm rồi, thì mấy cái xi măng cốt thép này là cái gì hả con? Cái quan trọng là con gieo được cái ngôi chùa trong mỗi người, con gieo được cái niềm tin Phật Pháp Tăng trong mỗi người, và mỗi người đó là một cái ngôi chùa di động mang đi, thì mắc gì con phải chấp vào cái chùa lớn hay chùa nhỏ, con ở đâu con làm đạo chùa lớn chùa bé thì sư ông cũng hài lòng hết trơn hết đó, miễn là con tu vui. Nghe thương thiệt là thương không quý vị? Đó. Mình bước qua những cái thăng trầm như vậy, mình bước qua những cái khen chê như vậy, mình bước qua những cái trái ý nghịch lòng như vậy, lúc đó mình mới biết là mình có cái gia tài trong mình có thể xài nè. Cái gia tài này không phải là vì vui, vì buồn, vì người ta nói thương, nói ghét mà mình buồn ghét theo nè. Không phải vì người ta rủ đi có tụ hợp cả thì mình đi chơi cho vui nè. Giờ mấy chị em đó không tới chùa rồi, cái mình thấy chán thì mình không đi nữa nè. Vậy là mình đi sao? Mình đi chùa chứ mình đâu có đi tu, đúng không? Cô nói rồi, mình phải phân biệt cái khái niệm đi chùa hay là đi tu. Đi chùa có nhiều mục đích, đi chùa để livestream, đi chùa để quay TikTok, đi chùa để check in cảnh đẹp, đi chùa để ăn cơm chay, đi chùa để chụp hình với cô Hiếu, đi chùa để đủ thứ lý do. Nhưng mà đi tu thì nó sẽ có một mục đích duy nhất thôi, tu để giải thoát và giác ngộ, tu để có được cái bình an ngay bây giờ và tại đây, tu để đặt một cái hạt giống, một cái chủng tử để bây giờ mình sẽ sống hạnh phúc và kiếp sau mình sẽ từ cái cõi người đi lên với đầy đủ phước báu và nhân duyên để giải thoát hơn. Cho nên cái việc đi chùa với đi tu có khác nhau không? Dạ khác nha. Cùng bước vào cổng chùa đó nhưng cái tâm nó đã khác nhau rồi, đúng không? Đó. Cho nên cô nói chùa lớn, chùa nhỏ, đạo tràng này, đạo tràng kia, nó không quan trọng bằng cái đạo tràng trong tâm mình nè, bằng mình lấy cái tâm gì để đến chùa công phu nè. Nếu cái tâm mà cầu pháp và tu tập thì quý vị sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ Phật, bỏ tá pháp, bỏ tăng, bỏ chùa khi mà có một cái chị em nào đó làm trái ý nghịch lòng với mình, hay là sư cô không đón tiếp, không trái ý nghịch lòng với mình, đúng không? Đó. Cho nên cô hy vọng rằng quý vị hữu duyên với sư cô. Cái mà sư cô có thể truyền đạt lại cho quý vị đó là niềm tin Phật Pháp Tăng sâu dày, niềm tin nhân quả, và tin vào chính mình có khả năng giác ngộ giải thoát thành Phật, để mình tinh tấn tu học, tinh tấn phụng sự, không thoái lui. Đó là cái trách nhiệm của sư cô. Chứ ngày nay quý vị thương cô, quý vị có thể nghe pháp cô, ngày mai quý vị ghét rồi, quý vị không có thích nghe cô nữa, không sao hết. Ngày nay quý vị đến tu với cô vui, quý vị có thể ở lại, ngày sau quý vị thấy đạo tràng khác hấp dẫn hơn, vui tươi hơn, phù hợp hơn, quý vị có thể đi, không sao hết. Cái quan trọng là cái tin tam bảo trong quý vị và cái lý tưởng dấn thân phụng sự đúng theo chánh kiến, đúng theo bát chánh đạo, không suy chuyển, thì quý vị ở đâu Phật pháp nó hưng thịnh ở đó, hiểu không? Chứ không phải là cô ngồi đây cô nói pháp để quý vị về chùa với cô đông chút, để quý vị cúng chùa cho cô một chút, không. Cái nhiệm vụ của sư cô đi tu không phải là vì lợi, vì danh, vì xây cái chùa bự. Cái nhiệm vụ của cô đi tu là để cho quý vị cái hạt chủng tử, cái hạt giống trí tuệ trong mỗi vị nó lớn mạnh theo. Đó là lý do cô ngồi để giảng pháp từng bài kinh như vậy. Chúng ta thấy đó,
các ngài là đã tới cái mức độ đó rồi, thượng thủ trong tăng đoàn mà ngồi lại pháp đàm với nhau. Vậy thì mình là cái gì, là hạt bụi, hạt cát gì mà mình còn không chịu tu tập và lắng nghe nhau, mình không chịu thân cận gần gũi quý thầy quý sư cô để mình học hỏi và phát triển, thì mình có tệ lắm không, đúng không? Đó, rồi quý ngài hỏi nhau như thế nào đây, thì dĩ nhiên là một cái vị trí tệ đệ nhất thì sẽ nhấn mạnh cái pháp tu mà có thể làm chói sáng khu rừng Gojinga bằng cách sao trí tuệ, đúng không? Còn cái vị thần thông đệ nhất thì sẽ trả lời như thế nào? Dĩ nhiên là cái pháp tu có thể làm chói sáng cái khu rừng Gojinga bằng cách gì? Là bằng cái gì? Bằng thần thông, bằng thần lực. Còn cái vị như là tôn giả Ly Bà Đa là rất là thiền định, thì ngài sao? Đối với ngài thì sao? Chỉ có cái việc mà nhập thiền định, ra vô trú thiền mà tự do tự tại, đó là có thể chói sáng khu rừng Gojinga vân vân, đúng không? Vậy thì sao? Sáu người nói sáu câu. Tại vì sao? Sáu người này có sáu cái pháp tu khác nhau, cho nên sáu người đều trả lời sáu câu khác nhau, thì quý vị này mới đến sao ạ? Đem đến Đức Thế Tôn để thưa hỏi là con, chúng con có một câu hỏi đó, cái vị nào, cái pháp tu, pháp học, cái đạo đức như thế nào để có thể làm chói sáng khu rừng này? Thì Đức Thế Tôn nói như thế nào? Đức Thế Tôn khen ngợi cả sáu câu trả lời. Ngài nói sao? Cả sáu tôn giả đều khéo nói. Dễ thương không? Tức là đều khéo nói, tức là nói đúng cái pháp tu của mình. Nhưng mà ngài đưa ra, tức là Đức Thế Tôn đưa ra cái câu trả lời mà giới thiệu cái hạng tỳ kheo có thể làm chói sáng khu rừng ấy, theo cái quan điểm của Đức Thế Tôn, đúng không? Ngài khen hết cả 6 câu trả lời, nhưng ngài có đưa ra cái câu hỏi, cái ý kiến của mình không? Theo Đức Thế Tôn thì vị tỳ kheo như thế nào có thể tu làm chói sáng khu rừng nào, quý vị có đoán được không? Quý vị không có nhận được tài liệu trước chứ không đoán được, đúng không? Có ai đọc kinh Trung Bộ chưa? Buồn ghê. Cô nói rồi nha, phải chịu khó học kinh nha, phải cô lùa đến đây ngồi nghe pháp mới chịu nghe pháp, không phải thích đến đây công quả thôi là về không tụng kinh không được nha, phải học kinh. Con Phật cũng dạy cái gì cho mình, đúng không? Ông dạy cái gì mà 2500 năm qua rồi người ta vẫn còn nghe theo và tu học vậy, mà mình chịu học là lỗ nha. Đức Thế Tôn trả lời như thế này, theo Đức Thế Tôn thì vị tỳ kheo này sẽ làm chói sáng khu rừng. Cô đọc nguyên văn trong kinh nha. Tỳ kheo sau bữa ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ ngồi kiết già cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc không có dư tàn. Có thấm được miếng nào chưa? Đọc lại lần nữa nha. Cái này quý vị phải nghe thật chậm nè. Quý vị tưởng tượng là Đức Thế Tôn sẽ tán thán cái vị có thần thông đệ nhất bay, cái vị có thể nhập thiền định thiệt là sâu, cái vị có thể mà dùng cái y phấn tảo mà y hôi thối dơ bẩn ở trong thùng rác, ở trong nhà vệ sinh, ở trong cái người ta quấn cái thi thể chết á rồi rút ra mặt. Quý vị nghĩ vậy là vĩ đại đúng không? Đức Thế Tôn trả lời nè, cái vị tỳ kheo mà theo Đức Thế Tôn là xuất sắc nhất, là đáng được tán thán nhất, là làm chói sáng cả khu rừng này, đó là vị tỳ kheo sau bữa ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ ngồi kiết già cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc không có dư tàn. Cô đọc cái này nửa tiếng đồng hồ đó quý vị. Cô đọc đúng cái câu này nửa tiếng, đọc đi đọc lại luôn. Chúng ta cứ nghĩ là Đức Thế Tôn phải tán thán một cái vị gì đó xuất chúng vượt trội. Không, ngài tán thán cái người ôm cái bát đi khất thực về, xong ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Ủa gì bình thường vậy? Con cũng làm được mà. Ê, tỳ kheo nào cũng làm vậy luôn á Đức Thế Tôn. Vậy giờ làm sao? Chúng ta thấy cái sự đặc biệt trong cái rất bình thường này không? Tâm bình thường là đạo nè. Nhiều khi mình tu mình có cảm giác như là mình rất là vĩ đại rồi, mình rất ghê gớm rồi, mình không đi khất thực nữa, mình kêu chư thiên xuống cúng cho mình, hoặc mình bay qua các dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, mình hái cái trái cây đó về mình ăn. Không có, Đức Thế Tôn không tán dương mấy người này. Đức Thế Tôn tán dương cái người tu cỡ nào tới ngày tới giờ ôm bát khất thực, về, không có bỏ thiền định, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Cái bình thường đó mà mình duy trì từ ngày này qua ngày khác. Cô nói quý vị rồi, nổi cái chuyện đi khất thực thôi. Bây giờ trưa nay chùa cho mình ăn cơm nhiều món đúng không? Món này mình ăn không ngon nhưng món kia mình ăn được không? Thậm chí ăn không được sao? Đâu có sao, chút nữa giờ con tự nấu món khác được mà. Công nhận không? Nhưng mà quý tỳ kheo thời của Đức Phật có được vậy không quý vị? Một ngày đi khất thực đúng một lần và đi đúng cái con đường đó, không được đi lặp lại lần hai nha. Không được
đứng liên tục trước 7 ngôi nhà, và khi người ta cho đầy cái bình bát là phải lập tức đem về cái bát gọi là cái ứng lượng khí, tức là vừa đủ dùng. Người ta cho cái món gì mình ghét thiệt là ghét nhưng đầy cái bát rồi là có được đi xin nữa không? Dạ không, phải ăn đúng cái món đó. Lỡ người ta cho mình cái món cơm thiêu canh hẳm có phải ăn không? Dạ có. Lỡ mình bị bệnh gút, người ta vẫn liên tục cho mình hải sản và đậu hũ, mình có vẫn phải ăn không? Dạ vẫn ăn luôn. Lỡ mình không thích ngọt, người ta cho mình nguyên bịch chè, mình có phải ăn không? Dạ ăn luôn. Cái này dễ không? Không dễ nha quý vị. Thật sự không dễ chút nào. Quý vị có công nhận là đến chùa quý vị có thể ăn cơm được là tại sao? Ngon dở không cần biết, chút tối giờ con nấu theo sở thích của con, đúng không? Mình nói mấy đứa nhỏ của mình, con nó kén ăn ghê lắm. Nhưng mà có bao giờ mình thấy mình kén ăn không? Không. Tại sao? Tại vì mình thích cái gì mình mới ăn, cái gì mình không thích mình đâu ăn, nên mình đâu thấy mình kén ăn. Còn con mình nó đâu được lựa chọn, mình nấu cái gì nó phải ăn cái đó. Cô thấy các bà mẹ chê con mình kén ăn rất tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ nhé. Nó đâu có tự nấu ăn được đâu. Nó đâu có nói là mẹ ơi con không thích ăn cơm, con thích ăn phở không? Không, mình thích cơm mình nấu cơm, mình thích bánh xèo mình đổ bánh xèo, mình thích nấu phở mình nấu phở, thậm chí có bà mẹ thích ăn mì gói Hàn Quốc là không cho con ăn mì gói Việt Nam luôn mà. Phải không? Vậy con mình nó kén ăn hay không kén ăn? Nó đâu có được lựa chọn đâu. Nó bị ăn theo mình nấu, cái xong mình kêu nó là nó kén. Còn mình không bao giờ thấy mình kén. Tại sao? Cái gì mình không thích mình đã không ăn rồi. Công nhận không? Nhưng mà quý vị tùy theo có được vậy không? Ngay chính sư cô này, sư cô không thích ăn cay. Cả chùa đều biết cô ăn cay là cô bị ói. Cô không ăn được cay, cô không ăn được tiêu, cô không được ăn các loại rau mùi, đúng không? Cô không biết ăn từ hành, ngò, các kiểu sầu riêng cô cũng không biết ăn nữa. Mà cả chùa đâu nói cô kén đâu. Tại vì cái gì cô không ăn người ta đâu có bỏ vô nữa, đúng không? Chùa này bạn nào mà vô bếp đều biết cái gì cô ăn là nó không bao giờ bỏ hành, nó không bao giờ bỏ dầu, nó không bao giờ bỏ tiêu. Mà cô đâu bao giờ thấy cô kén ăn đâu. Nhưng mà cái người lạ về chùa nấu thử coi thấy cô kiếu kén không? Ủa sao cái gì bà cũng ăn vậy? Cô còn không ăn đậu hũ, cô không ăn chả nữa, đúng không? Và cô rất nhiều thứ không ăn. Nhưng mà cô có thấy mình kén không? Dạ không. Tại vì mấy cái cô không ăn á là mấy Phật tử biết ý đâu bao giờ cho cô ăn đâu. Cái cô thấy mình rất là dễ nuôi luôn. Hả không? Nhưng mà nếu cô đi khất thực, cô có được lựa chọn gì em quý vị? Ví dụ người ta cho cô nguyên một cái canh mà nó cay thì cay rồi, rồi bữa cô không nghĩ, cô nghĩ ăn hả? Cô nghĩ ăn cô đâu được đi khất thực nữa đâu. Là cô đói nguyên ngày sao? Cho nên cái hạnh đi khất thực từng nhà từng ngày cho gì ăn đó đó quý vị, nó rất khó làm. Nó siêu khó làm. Mình nói trên trời, trên mây, trên gió vậy đó, cái chuyện bình thường có gì ăn đó, mình đã làm được chưa? Chưa, đúng không? Có rất nhiều người đi chùa vì cái chùa đó nấu ăn ngon. Cô biết luôn mà, chùa cô hồi đó là một trong những ngôi chùa nấu ăn ngon nhất ở Sài Gòn mà, rất nổi tiếng luôn. Cô với lại cả sư huynh cô ở đây đều không có thừa hưởng được một chút xíu gì gia tài sư bà truyền lại trơn á. Chùa nấu ăn ngon nhất gì Sài Gòn mà hai chị em cô nấu ăn rất là mấy luôn á, cho nên nó là thấy thương thấy ngại với sư bà lắm. Cô ở trong cái chùa rất là nấu ăn ngon luôn đó, cho nên là có những Phật tử là cứ canh đúng cái ngày đó là đến chùa biết chi không, ăn bún riêu nổi tiếng quá. Chùa cô còn có mấy món xuất sắc lắm, chả dĩa nè, gà cục bó nè, gọi gì đó pizza hả chị, đó quá trời người gọi đó, mít kho nữa, xuất sắc lắm quý vị. Có nhiều vị là chờ đến rằm là qua chùa cô ăn chay thôi mà, ngày khác có thể đi chùa khác, tới rằm là qua chùa cô ăn chay, tại chùa cô nấu ngon nhất, kêu on bảng xếp hạng luôn. Thì ăn đi chùa là ăn chay đó, đi chùa là do ăn ngon đó, chứ không có cho gì ăn đó đâu nha, thấy chưa? Cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn nói một câu rất là bình thường, ông nghe thấm nghe qua nghe lợi thế, ông có nói lộn không? Không có gì xuất sắc hết. Nhưng cái việc bình thường đó có khó làm không? Dạ khó nha. Cô đây cho gì cô chưa ăn đó nè. Thiệt luôn. Cho một ly chè mà có đá, thấy tuần trước Hiệp nó về nó nấu chè có đá cô có ăn không? Không ăn được. Nếu mà ráng ăn cho vui lòng nói là nguyên một tuần sau cô khỏi nói chuyện luôn. Cô không thể cho gì ăn đó được. Nhiêu đây thôi mình thấy là cái việc Đức Thế Tôn tán thán mà ịn nên khư tê rô đó, nó cứ như vậy là như vậy, nhìn vạn pháp như nó đang là, chấp nhận mọi thứ nó đến với mình có khó hay không khó? Rất khó. Tiếp tục là sao? Ngồi chiếc già, ăn xong rồi có ngủ không? Mình ăn xong mà cô bác ngồi đây nghe pháp là muốn muốn quýu rồi đó, muốn đi vô nằm rồi đó, căng da bụng trùng da mắt rồi, cái nguyên lý này cô không hiểu hay sao? Mà cô bác con ngồi đây mở con mắt ra không được ngủ. Đúng không? Mình ăn no là mình muốn nằm. Mình ăn no mình muốn nằm, mình còn lý lẽ nữa, nằm nó dễ tiêu hóa nè, nó tốt cho hệ tiêu hóa nè, nghỉ ngơi thư giãn mình đủ lý lẽ lý trấu hết. Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo làm sao ăn xong ngồi kiết già mà lưng còn thẳng nữa. Quý vị ngồi đây mấy người lưng thẳng, cô không thấy một cái tấm lưng nào thẳng hết, thiệt luôn, không thấy một tấm lưng nào thẳng. Ngồi thiền với sư cô 10 phút thôi nó dày, có ông thầy nào thành Phật mà dày không? Không có cái ông nào chứng thánh mà cái tư thế mà ngồi gục ngã vậy trơn. Vậy mà bây giờ mình thẳng được không? Không thẳng. Đức Thế Tôn nói đó, lưng thẳng nha, ngồi kiết già nghe. Rồi sao nữa? Đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt là sao? Biết rõ mình đang nghĩ cái gì, biết rõ cái hơi thở ra và vào.
mình ngồi thẳng được đó, sáng thôi cũng gồng lên cho bà vui. Nhưng cái niệm mình có đó không? Không. Chút để coi về ha, chiều nay nấu cái gì ha. Thì sáng giờ mình đi không biết có ai cho chồng ăn cơm không, trời nhỏ chưa không biết nó ăn cái gì ha. Cái niệm nó ngay trước mặt không? Không. Rồi không mấy mà mấy chị hôm qua ngồi về là Tết nay là nghĩ tới cái chuyện về rồi, 3 năm Covid rồi chưa về ăn Tết cô. Bây giờ đã tính chuyện Tết về tới đâu rồi, là về tới đâu rồi, tới Việt Nam rồi, tới Cần Thơ rồi, về tới Bắc Ninh luôn rồi. Còn lâu mới đặt niệm trước mặt, ngồi ở đây chứ tính Tết nay về ăn cái gì, mua cái gì rồi. Thiệt luôn đúng không? Cho nên cô nói Đức Thế Tôn nói những câu nghe rất là bình thường. Nhưng mà suy nghĩ mình có làm được cái chuyện bình thường đó không? Dạ không. Cô nói quý vị ngồi ngay đây đặt cái niệm trước mặt thôi, đặt được không? Không. Đặt vô cô nói có được không? Chưa chắc luôn á. Mới câu này nghe vô cô kê, tự nhiên cái nhỏ nó khều khều cái là quên rồi, nãy bà nói câu gì không biết luôn á. Đúng không? Dạ, cái việc mà mình chúng ta ngồi đi khất thực nè, cho gì ăn đó nè, về nhà không nằm ngủ nè, ngồi thẳng lưng kiết già nha, rồi đặt cái niệm trước mặt nha, nó vi diệu vô cùng. Mình mới thấy Đức Thế Tôn nói những cái lời rất bình dị mà đầy chân lý như vậy. Chúng ta làm được vậy không? Quý vị ráng đó, cô nói đó, đến chùa cô kêu ăn cơm chánh niệm cái chứ bình thường nghĩ nói à. Tới hồi cứ ăn cơm chánh niệm có nửa tiếng rồi mà sao gồng không được nha. Kêu làm ngon. Trời ơi. Mắc gì vậy? Ngon mình ngon, bả chưa chắc ngon mà. Mà cô có thấy mà cô mắc cười lắm luôn á, nhiều khi cô ngồi đây mà cô phải nén luôn á. Kệ bả chứ, mình ăn ngon bả chưa chắc ngon mà. Rồi bây giờ mình ăn hết rồi mình đi lấy cái miếng trái cây, sợ bà kia không biết có trái cây. Ăn không? Em lấy cho. Em lấy cho chị. Ý là cô không cho nói rồi mà có nín không? Đâu có nín được đâu. Mắc gì đi lấy, giờ bà thấy mình ăn mà bà thích thì bà tự đi đứng lấy lại đúng không? Mà ví dụ lúc đó không ăn đi, ăn xong cô đâu có dẹp đâu, cô để ra đây cô mời tiếp mà, phải không? Thì cái lúc đó ăn không được trái cây thì giờ ăn chứ. Mắc cái gì mà nửa tiếng đó cũng không kìm được nha. Có trái cây. Đấy. Cô hoài luôn á quý vị. Mà đây Phật tử của tuần nào về chùa đó cũng vậy. Nửa tiếng thôi nín không được, nín không nổi, gồng không xong luôn. Mà đặt cái niệm sao trước mặt được, kiếp nào mình mới thành Phật, kiếp nào mới thành Thánh. Nó xa khủng khiếp luôn. Đây cái dép đây thôi nào quý vị thấy đâu không? Ai về chùa cô cũng nói rồi, nhà vệ sinh đóng cửa tắt đèn. Nhà này đóng cửa tắt đèn, vô là cái dép để thẳng thớm cho sư cô. Mà có khi nào được vậy không? Dạ không. 10 lần cô ra là 10 lần cái dép nó xiên sọ. Mình để chiếc đông chiếc tay như vậy, mình không có chánh niệm ngay cái đôi dép của mình luôn á, chứ mà chánh niệm được cái gì bây giờ? Rút cái phích nồi cơm ra, lấy cái nồi cơm ra để nguyên cái phích điện đó. Cô kêu rút một cái nó rút luôn cái phích tủ lạnh, nó nghỉ rút cái phích điện nồi cơm. Xong rồi đi về một cái là cô dục hết luôn nguyên cái thùng, bị hoài. Rồi đi vô nhà vệ sinh, người ta kêu đóng cửa tắt đèn, mình khóa trái lại mình đi về, mình rút luôn cái chùm chìa khóa. Mà sư cô là phá cửa nhà vệ sinh 3 lần rồi. Có chánh niệm chỗ đó không? Không. Mà sư cô khổ lắm cái gì, thiệt luôn á. Cô rất là quạo mấy cái vụ đó luôn á. Cái mình chánh niệm một chút xíu thôi, mình rút cái phích nồi cơm, mình đừng có rút cái phích tủ lạnh của cô, là cô thành Bồ Tát liền đúng không? Cái ghẹo cô thành La Sát hoài, rồi xong kêu nó cô là cô giữ, cô tu không thành A-la-hán mà cô thành A-la-làng. Tối ngày nó kêu cô tu thành A-la-làng, mà nó không nghĩ là nó chọc cho cô A-la-làng lên. Chứ mà nó đừng có rút lộn phích không ấy, nó chánh niệm đi là cô đâu có A-la-làng làm chi, cô đâu có khùng dữ vậy. Mà cứ vậy không đó quý vị, kinh khủng lắm. Nhiều đó thôi mình thấy là cái sự đặt niệm trước mặt mình có không? Làm gì có. Cho nên mình đừng chê ai hết trơn hết á, mình quay lại mình chê mình. Cô nói thiệt luôn á, nói không phải để chỉ trích quý vị đâu, chính bản thân cô có không? Có. Hôm qua cô vội vàng vàng đó, cô nói là cô cầm cái đó, nhà này ai xung quanh cô là biết rồi đó. Mấy bữa cô Quảng Trung mà không cho cô đóng thép bê luôn đúng không? Sợ là bán chả giò là khuyến mãi iPhone luôn đó. Cô đóng thép bê cô bỏ luôn cái điện thoại cô vô cái thùng hàng cô gửi rồi đó. Xong rồi hôm qua cô đi lên rồi cái gọi cái gì, tại vì cô cầm cái điện thoại cô đi lên, cái cô cầm mấy cái đồ mà lót muỗng đũa đó, nó dọn ăn, cô cầm 4 cái cô lên lầu, cô cầm xong cô để lên bàn, cô thấy cái gì đó nó sai, ủa sao tự nhiên cầm cái đồ lót muỗng đũa lên lầu luôn á. Mình không chánh niệm là mình vậy đó đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình bớt nhìn người ta, mình bớt chê người ta đó, ra vô đóng cửa tắt đèn, như đó chánh niệm chưa? Chánh niệm rồi đó. Trước khi chánh niệm về bị chửi nhiều chưa? Dạ chửi nhiều rồi. Cho nên nào quý vị thấy đó, mỗi cái hành vi đó là chánh niệm rồi sao? Đặt cái niệm trước mặt nghĩ gì đây? Ta sẽ không bỏ ngồi kiết già cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc. Nghe nào quý vị, không bỏ ngồi kiết già cho tới khi tâm của ta khéo giải thoát các lậu hoặc, không có dư tàn là vô đế tao đấy. Dạ chứng A La Hán. Không còn dư tàn và giải thoát hết tất cả lậu hoặc, không còn rơi rớt một cái gì nữa, bậc đó là bậc A-la-hán. Cho tới khi chứng A-la-hán không bỏ kiết già. Quý vị nghe Đức Thế Tôn nói chưa?
Vậy giờ mình tu cái gì? Mình tu mấy khóa tu tứ niệm xứ, mình ngồi được 2 tiếng, 3 tiếng, 10 tiếng. Xong rồi đành tựu rồi đó, ghê lắm rồi. Bây giờ không đi tu với người bình dân luôn đó, chờ khóa tu cao hơn, chờ thiền sư nổi tiếng nha. Không có được cái gì hết. Ngay cả cô đó bữa cô giảng cái chuỗi bài Kinh Pháp Cú có một cái tích truyện đúng không? Có mấy vị tôn giả tu chung với nhau mà chứng lên tới cái gì ạ? Chứng lên tới bậc A-na-hàm rồi, tức là còn một bậc nữa là lên A-la-hán đó. Nhưng mà quý ngài là giữ giới rất thanh tịnh, quý ngài là tu thiền định rất là tinh chuyên. Cho nên quý ngài suy nghĩ như thế nào? Nếu bất cứ lúc nào mình muốn chứng A-la-hán là mình sẽ chứng được A-la-hán, cho nên quý vị không thèm chứng A-la-hán. Nghe ngược không? Tức là quý vị giữ giới rất là vững chãi, quý vị tu thiền định rất là có thành tựu. Cho nên quý vị nghĩ là lâu đến khi nào mình muốn, bất cứ lúc nào mình đều có đầy đủ cái nhân duyên để mình chứng A-la-hán. Nên quý vị không nỗ lực để tu chứng A-la-hán, quý vị cứ trụ ở A-na-hàm. Và Đức Thế Tôn biết như vậy nên đến quở. Chứng tỏ là sao? Khi đã chứng vào bậc thánh thứ ba rồi đó, đã dứt được tham sân si rất nhiều rồi đó, mà Đức Thế Tôn đã có tán dương chưa? Ngài chưa. Ông nói ông làm được, làm thử tôi coi mới tin, đúng không? Quý vị nói quý vị là tinh tấn, là quý vị tu tâm nè, quý vị siêng năng, quý vị mà một năm trời sư cô không thấy quý vị tới chùa công quả lễ Phật tụng kinh, cô không tin luôn hết. Thiệt, cô không tin mấy người đó nha. Đó, mình tu làm sao mà mình từ cái tâm cho tới cái tướng. Mình không thể nói là con khẩu nghiệp, khẩu Phật gì, khẩu xà tâm Phật. Mấy người hay nói về cái miệng con dạy, cái miệng con hổn nhưng mà tâm con hiền. Cô không tin luôn á. Cái tư tưởng nó phát ra lời nói chứ, đúng không? Mình làm sao mà mình hiền thì mình phải nói chuyện hiền chứ, sao mình hiền mình nói chuyện hổn được? Tới cái tâm mình phải ác, mình mới nói lời tổn thương người ta được chứ, đúng không? Còn mình hiền từ trong tâm, mình không muốn làm tổn thương ai thì sao mà mình nói xấu người ta được? Sao mình nói bậy được? Sao mình chửi thề được? Sao mình nói độc, nói địa, nói trù, nói rủa người ta được? Miệng mình thì trù rủa người ta, chết đâu chết phức chơi rồi. Mà mình nói cái tâm mình hiền ghê lắm. Không nha, mâu thuẫn nha. Cô không thấy đúng nha, mấy vị này mà học về A Tỳ Đàm, mà học về cái bản đồ đi của tâm mình là sai nha. Con này là sai logic luôn đó, sai thực tế luôn đó. Chứ không phải nói là con tu tốt lắm, người quan trọng là tu tâm ấy mà cô. Tu tâm mà đâu thấy lao sao lăng xăng thế mà ghê, bước vô chùa như một cơn gió, đụng cái gì cũng đổ một cái đùng, để cái dép này lộn, mà kêu con tu tâm á. Vậy cái tướng tu đi, cái tướng tu luôn đi, vừa lợi chi, đúng không? Cho nên cô nói cô ghét nhất với Phật tử nào mà đã mình không sửa được rồi mà mình còn ngụy biện đó. Oai nghi của hàng Phật tử tại gia là chỗ đó. Cô nói cô thỉnh mời cô Trí qua là vì lý do đó đó. Đạo phong cô cũng không có, cô cũng lôi thôi vô cùng, cô cũng bị sư phụ thầy tổ cũng chỉ trích về cái đạo phong của mình. Ngay cả chị Trí cũng vậy, chỉ ngồi đó cả một ngày, tối về chị nói: Hiếu, bữa nay em vậy là không được nghe chưa, mai mốt là không được, khổ như sư huynh vậy nghe chưa. Hiếu, bữa nay em nói vậy, mai mốt em không được bao giờ nói câu đó nữa nghe không. Tối về là chị chỉ liền, chị nhắc nhở mình chi vậy, để chị nhắc nhở quý Phật tử. Mình không thể nào nói là mình tu cái tâm không mà cái tướng của mình lao sao lăng xăng dục chạc, đụng đâu là sai đó, đụng đâu bể hư đó, không được. Không thể nào mà cái áo tràng mà cột qua một bên rồi đi đá đằng này đi đá đằng kia được, không thể như vậy được. Sư cô thấy nó vô lý lắm. Quý vị mặc cái áo tràng lên là phải trang nghiêm. Khi mà sư cô đắp y là cô không giỡn, khi mà sư cô đắp y cô không có nắm kéo rỉ chảy, cô không có làm gì tùm lum. Muốn giỡn muốn hớt gì thì cởi cái áo ra ngồi xíu đàng hoàng, đúng không? Cho nên mình nói cái oai nghi cái chỗ này. Ngay cả vậy, khi mà tâm mình lành thiện rồi, lúc nào mình cũng thương muôn loài và chúng sanh, miệng mình không nói lời ác, tay mình không làm điều ác, đúng không? Cho nên những người mà không tu mới ngụy biện như vậy. Và ngay cả Đức Phật nói đó, ta sẽ không bỏ ngồi kiết già cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát tất cả các lậu hoặc, không có dư tàn. Đây là câu trả lời cho quý vị nào mà học kinh không vững, xong rồi quay lại nói chứ ngồi có thành Phật không? Ngồi thành cục gạch chứ thành Phật cái gì? Đó, chính Đức Phật dạy nha. Cho tới khi chứng A-la-hán không bỏ kiết già. Vậy quý vị thấy mỗi sáng mà ngồi thiền với sư cô, ngồi quán tâm từ với sư cô nửa tiếng hay 15 phút có quan trọng không? Đó là cái tư lương đó, cho quý vị giữ vững cái chánh niệm, về nhà cũng biết kiết già để phát triển lên. Và Đức Thế Tôn sao? Nói như thế nào? Lời dạy của Thế Tôn như vừa lặp lại lời nguyện của Thế Tôn dưới cội cây Bồ Đề 7 tuần lễ trước ngày giác ngộ, vừa xác nhận rằng tất cả các đệ tử Thế Tôn quyết tâm giác ngộ đều có thể làm chói sáng khu rừng của Sinh Ca. Sau khi mà Đức Thế Tôn tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề để cho Ngài quyết định là Ngài nói như thế nào, nếu không chứng thành chánh giác ta thề không đứng dậy khỏi cái gốc cây này, đúng không? Đó, lời của Ngài là xác chứng một lần nữa. Cho nên Đức Thế Tôn là gì? Nói những gì có thể làm và làm những gì như Ngài nói là Đức Thế Tôn đó.
Ngài làm được, Ngài nói được, thấy không? Ngài nói là Ngài không chứng quả Bồ Đề, Ngài không đứng dậy khỏi gốc cây này. Thì một lần nữa Đức Thế Tôn nói cái vị mà tỳ kheo có thể làm chói sáng khu rừng này là vị tỳ kheo sao? Đó, khất thực hàng ngày nè, cho gì ăn đó nè, về không ngủ, ngủ mà lăn ra ngủ để làm hạt giống vô minh nó tăng trưởng nè, ngồi kiết già đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng cho tới khi mà chứng quả rốt ráo tột cùng chúng ta sẽ không bỏ những cái công phu này. Vậy quý vị thấy là mình tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú có quan trọng không? Ăn cơm chánh niệm có quan trọng không? Đó là lý do cô không có coi thường các tiểu tiết và nghi thức, nghi lễ là vậy đó quý vị. Nhiều người cứ nói là thôi con tu tâm mà mấy cái đó là hình thức thôi, hình thức thôi. Dạ hình thức mình cũng có luôn á. Cái tâm mình không biết sửa được không chứ cái hình thức là tào lao rồi. Đúng không? Mình thấy là mình ngồi ăn cơm, nghiêm chỉnh chánh niệm, người ngoài họ bước vô họ thấy cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh chưa? Đó, nên cô nói là tại sao quý vị phải mặc áo tràng đi chùa, tại sao quý vị phải mặc áo dài đồng phục. Mỗi mỗi cái hành vi của mình là trang nghiêm cho chính mình, trang nghiêm cho đạo tràng, không có coi thường mấy cái tiểu tiết này ha. Rồi, đó là toàn bộ cái nội dung bài kinh này. Bài kinh có dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu, dễ hiểu, nhưng mà có dễ làm không? Khó lắm, nội cái vụ ăn nó con thấy con chưa bỏ được rồi. Cô đừng nói mà ngồi thiền nó mệt, cô quẹo cái chân vô không có được, quẹo cái lưng nó không được, kỳ lắm. Tại vì cả đời mình lao sao lăng xăng rồi, ngồi nghiêng ngồi nhẹ rồi, cho nên là bây giờ mình bẻ lại nó rất là cực. Bởi mấy đứa nhỏ đi chùa nó dễ vậy đó, tại vì nó đang còn non, măng nó uống từ mầm, giờ mình cây tre cứng ngắc rồi mà cô uống quá là nó gãy, mà có mấy cây gãy rồi đó, vô đây uống không nổi, chịu không nổi, cô gãy rồi đó, bứt rồi, đi rồi, đó, thì cô cũng biết là cái gì mình cũng phải ráng, nhưng mà có những cái là phương tiện, nhưng mà có những cái đó là thanh quy, mình không có thể tùy tiện, cô nói là phương tiện mà không có tùy tiện, cho nên ở đây có những cái sư cô có thể du di cho quý vị, làm phương tiện cho quý vị về, để dễ dãi cho quý vị trong cái phần đầu vào đạo, nhưng có những cái gọi là thanh quy là rừng, đường cột, là cái nền móng, là cái bờ đê, thì sư cô không bao giờ thỏa hiệp. Một là quý vị theo, hai quý vị bỏ, vậy thôi. Chứ còn mà bỏ thanh quy thì sư cô sẽ không bỏ. Đó là cái lý do tại sao quý vị vào chùa, quý vị thấy là cái đồ cúng nó sẽ khác cái đồ ăn ở trên bàn thờ, nó khác dưới bếp. Cái đồ của sư cô ăn nó khác của Phật tử ăn, dép, guốc, ngồi đâu đó là vậy. Từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Cái nhỏ mà mình không sạch, cái lớn mình không được. Cái nhà mình lao không sạch thì đừng nói mình chùi cái tâm mình cho nó sạch. Đó là lý do sao cô rất là trân trọng các em làm việc có chánh niệm chỉnh chu, nề nếp. Vì những em này sẽ có trách nhiệm trong cả cái đời tu của mình. Ngồi thiền tụng kinh, các em đặt niệm trước mặt, các em trọn vẹn chánh niệm ở hiện tại, các em sẽ có thành tựu rất là lớn. Và lời chia sẻ với đạo hữu qua cái bài kinh này thì rút ra một cái bài học như thế nào? Chúng ta cần phải sao ạ? Biết sống hòa hợp với cả những người khác biệt với mình. Sáu vị tôn giả này là sáu cái pháp hành khác nhau, sáu cái pháp học khác nhau, sáu cái hạnh nguyện, cái đại nguyện khác nhau, đúng không? Và cái thành tựu tâm linh khác nhau. Nhưng quý ngài có hòa hợp như nước với sữa trong tăng đoàn không? Các ngài có bài xích chỉ trích lẫn nhau không? Các ngài có coi mình là số một không? Dạ không. Và cuối cùng Đức Thế Tôn chốt lại, ngài tán thán hết tất cả các công hạnh của quý ngài. Nhưng Thế Tôn tán thán nhất cái người như thế nào ạ? Dạ, sống bình thường, đều đặn, quy củ và tinh tấn trong việc tu học của mình như vậy. Cho nên sư cô cũng vậy, sư cô không tán thán quý vị mà quá là giỏi, quá là kiệt xuất ở một cái đề, một cái lĩnh vực nào, quá là lanh lẹ một cái phần nào. Dạ có tán thán thiệt, nhưng mà không có tán dương hoàn toàn. Tán dương cái quý vị nào mà đều đặn bình ổn, đều đặn thôi, nhưng mà chánh niệm vững chãi, tinh tấn không lui cho tới khi nào mình giác ngộ giải thoát, giải quyết hết tất cả các lậu hoặc của mình. Vị đó sư cô rất là tán thán. Cô hay nói vui qua một cái ví dụ, cô không có khen cái người mà đến chùa lạy một lần 1.000 lạy một ngày, mà cô khen cái vị mà lạy 108 được lạy 1.000 ngày. Quý vị thấy không? Quý vị đến chùa một ngày lạy 1.000 lạy hoặc 3.000 lạy, việc đó khó làm. Nhưng quý vị làm xong rồi, 3 năm sau quý vị cũng muốn lạy lại nữa. Cô không tán thán. Cô tán thán cái vị mà lạy 108 lạy 1.000 ngày, từ ngày này qua ngày nọ, ngày nắng cũng như ngày mưa không bỏ. Cô không tán thán quý vị đến chùa rần rần từ sáng tới chiều, làm quần quật, làm quên mình luôn, làm không ăn không ngủ luôn, làm từ sáng cho tới khuya đi về. Dạ cô cảm ơn, nhưng mà cô biết cái vị đó nó không có bền. Quý vị đến một mùa rồi quý vị đi mất tiêu luôn. Nhưng mà cô tháng tháng các em mà hằng tuần đến đây đều đặn rửa cái chén, lau cái nhà thôi, nhưng mà tuần nào cũng như tuần đó đều đặn, đúng không? Quý vị phải giữ cái sự quân bình trong cái việc mà sinh hoạt ở bên ngoài, sinh hoạt cái đời sống tâm linh của mình, lo cho gia đình mình và lo cho chính bản thân mình. Đó là cái người đi lâu đi xa được nhất. Mình mà dồn hết vô một cái chỗ này á, bữa sau là mình mất cái quân bình liền. Mấy người đó không bền. Mà mình dồn hết cho gia đình, cho tiền bạc, cho tài sản rồi, cái phần tư lương
thương cái bản thân mình, nó cũng không còn luôn. Cho nên quý vị là người Đức Phật dạy là trung đạo, đó là không thái quá một mặt nào hết. Đời mà không có đạo thì đời nó mãi loanh quanh, mà đạo mà không có đời thì đạo không phát huy tác dụng. Vậy cho nên quý vị đem đạo vào đời, nghĩa là học được những điều hay lẽ phải ở trong nhà chùa về áp dụng trong nhà mình, để cho đời sống nó viên mãn, cái vị đó rất là thành tựu. Chứ không phải quý vị đem đời vô đây để mà hóa giải cho sư cô, để biến cái đạo tràng cô thành cái chợ ngoài kia là không chấp nhận được. Cho nên là nhiều khi cô khó thì mong quý vị hoan hỷ thông cảm giùm. Tại vì cái chùa là mái nhà chung nhưng không có nghĩa nó là cái chợ. Cái chùa là tài sản chung của tất cả mọi người nhưng không có nghĩa là ai cũng phải phá của được. Nên là quý vị từng chút chánh niệm tỉnh thức, kể cả trong cái việc công quả của mình thì đó cũng chính là công phu ha. Một lần nữa cô nhắc quý Phật tử, khi mà mình công sức khỏe, mình còn trí tuệ, mình đang còn nghe những lời cô nói đây, thì mình phải hết sức là biết thương mình mà ráng tu, và tu chấp nhận những cái sự khác biệt của tất cả mọi người, sống hòa hợp và luôn tinh tấn ha. Kính chúc quý vị an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.